tiền cho vậy em ơi.
Táo gì? Táo phiện phiến. Quê cháu ở đâu đấy? Táo tròn đấy. Không mặt con lấy cá, lấy cái nó đi kia ra. Cái nó mất quá con biết. Ba tiền một cuộc của cân gì? Bà lấy nhiều nhiều bà đem đi bán mà. Quá là phơi lẻo quá nhỉ.
Làm nó à?